Video này mình dành cho những bạn không có biết vẽ. Trong video này mình vẽ không có nhiều như những tháng trước. Chủ yếu là các bạn sử dụng các loại hình dáng, hoặc các bạn đi mua, hoặc là tự in ra, tìm kiếm trên mạng xong rồi ra tiệm in, xong rồi sắp xếp sao cho nó hợp lý. Để tránh bị sai sót thì các bạn có thể sắp xếp trước, xong rồi nếu như mình thấy nó ok thì mình mới đầu dán vô. Mọi người có thể làm nó theo kiểu giống như scrap journal cũng được. Trong tháng 4 này thì mình đang làm khóa luận chuẩn bị ra trường. Vì vậy ở mỗi tuần mình đều sẽ có 3 mục tiêu lớn của mỗi tuần, để có thể biết được chính xác từng mốc và từng khoảng thời gian để hoàn thành những công việc của mình. Vì vậy trong tháng này mình cũng chọn layout đơn giản hơn, là chủ yếu sử dụng các sticker chứ không có vẽ nhiều giống như những tháng trước. Nhân vật chính trong layout lần này của mình chính là Vương Nhất Bác. Đây là một người mình rất là thích. Hình ảnh mình chọn cho anh trong tháng này đó chính là một tay đua xe chuyên nghiệp. Nó cũng phù hợp với mình trong tháng này là bởi vì mình cũng đang chạy đua với lại cái khóa luận của mình. Hy vọng trong tháng này tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Chúc mọi người hoàn thành mục tiêu của mình đã đặt ra nha. Ở Habit Tracker tháng này thì thay vì những tháng trước mình theo dõi những việc mình sẽ làm và tạo thói quen, thì lần này mình sẽ theo dõi những việc mình không làm. Ví dụ như là những ngày mà mình không muốn trà sữa thì mình sẽ đánh dấu vô. Rồi những ngày mà mình không xài tiền thì mình sẽ đánh dấu vô. Hy vọng đổi qua cách này thì mình sẽ bỏ được những thói quen xấu và tiết kiệm được nhiều hơn. Mình sẽ để layout theo dõi thói quen và theo dõi tâm trạng chung trong một trang luôn, như vậy sẽ dễ tiện cho việc mình theo dõi hơn. Cái phần mà mình ngồi kẻ khung kẻ mấy kia rất là lâu, cho nên mình lướt nhanh cái phần này nha mọi người. Chủ yếu là dán sticker thôi. Mà phải công nhận ngồi nhìn mấy cái dán mà ghiền luôn á mọi người ơi. Mọi người có cảm giác giống như mình không? Cứ tháo ra ịnh vô kéo ịnh vô là rất là xinh đẹp luôn. Lại một tháng nữa qua rồi. Clip này mình đã đăng trễ vào cuối tháng 4. Như vậy trong tháng này chúc mọi người có một tháng năm thật là vui vẻ và hạnh phúc, có thêm nhiều thành công trong cuộc sống. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của mình để có thể xem được thêm những video khác nữa nhé. Trong năm nay mình sẽ quyết định ra một vài chủ đề mới. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh và nhấn like cho mình nha.